Mấy đứa ông xin vô, ông xin là kêu nhà tao vô, ví dụ ba mẹ tao đồ á, ví dụ thương con những gì cho con đấy, biết bao nhiêu người mấy chục người đi vô thuê khách sạn ở, cũng còn buồn nói cái này lo lo con cái mình có cưới cưới thì phải có cái ông bà tổ tiên rước vào nhà nghĩa, cái kiểu ra cái bữa mấy đứa cùng lập sập cái vụ mà không ra ba à, cũng đi lắm. Mày thấy đi em không cao mày đi lắm rồi. Mày không sáng. Tao đen. Cái chân tao đen. Bác sĩ khen đẹp. Cái mặt đen lên đường tối, ý là quá nhiều điện thoại báo mất này. Tao không có tuổi nữa chứ mà. Mày đi ngồi bên nước đâu cho anh. Mày kiểu mới đi hết. Để người sao cốt bừng. Khùng. Hậu chiên nó lại để từ dưới trước lên để đâu lông mày đấy mắt không ngủ đâu nhiều lông đẹp. Nhiều lúc lên nhìn xuống là từ thấy hai con mắt không nhắm rồi mà từ chưa nhắm không nên mất đi à, còn buổi trước anh nói cũng đi em mà đứa em nhìn đi đi giống mũi cá tê cũng điên mũi tê 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 ra thì cặp khiển chị nữa nói luôn mũi thì chỗ to chỗ nhỏ mắt thì con đầu con bay mi mắt được mí ngày qua lâu lâu to to nhỏ nhỏ răng thì cặp khí cặp cá răng nữa gọi là răng gì thôi cặp khí cái khái niệm hả cái này cái xuống mình đừng cái chọc khẳng mang đập huy cái hồng răng sai hài nữa miệng môi thì chúng chiến tề tề mười chúng chiến tề tề xuống dưới da thì trắng trắng lỗ chân lông thì to to tóc thì chảy dưới chảy ba em đi nói cho buồn buồn video vậy thôi ngồi chúng chiến rồi là cười chúng chiến mà là đỏ nữa, sao? Tạ khai thác cái mí, tạ cái mặt khác. Tạ xuống cái gì đây? Cái gấp này ngang ngang đồng đó. Tạ hai ba chú. Chú ấy sao phải suy nghĩ gì đấy chứ mày? Xuống thân mái. Đó là bờ vai cái tuổi thân mái. Thân mái hay khó tả quá. Thân mái là để đặt tạ lên. Thân em vừa đặt ngày vừa đầu bảy đổi ba chìm vậy người con đưa cái giáo không nghe chỉ nghe cười không thế là cái đứa giàu gỗ quá mà suy nghĩ mẹ phu nó biết tài cho ta mà biết tao á vậy tao mắc cười tao nói cũng được tham mà ta đang cười luôn mà ta nói được không ta mất cười sao ta nói ta đồng ý đúng không chứ ta im lặng thôi mình là mày cười phun kinh quá đi nói nhiều nó có mất cười nhiều cũng được anh cái mặt mày chơi nữa như mày tại tạ tạ ly á ly đổ á tạ ly đổ điên à tạ đi tiệm tạ mấy con ông nội mỗi ngày tạ mấy ông nội mình bị chết vì mình nhiều kiệt điểm hơn là nghĩa ủa cũng sợ à không ông vậy là cái khuyết điểm của mày với con đá là ngang nhau không? Con biết điểm hơn tao không? Con gái nhìn biết điểm hơn mày nên sẽ thua. Nên biết thua rồi, nên không đã. Nên là... Không,
không việc đi em muốn hào cũng còn đâu còn đi nổi nhiều hơn tao. Ừ, rồi. Tao là bự hơn hai con hẳn chi tiết. Đúng không? Tao là nhiều tao bì gì đó tao bự luôn. Ví dụ người chân nó cái đoạn thịt chân sau thì mỗi người mỗi ông sậu luôn. Chứ không có bì gì, không hẳn gì hẳn. Không ví dụ muốn hai bên đều lẹ chứ không phải là một bì sâu. Không, hậu á, thằng em bị trắng lại bị tròn. Được. Một nỗi hai tao bị gì tao rồi đi nội chưa được cơm đi cưa như ngại đi tao đi thực tí đó. Mấy lần một bên nỗi một bên chìm vô có chỉ là một nỗi một chìm một chanh một quýt một chanh một quýt thâm không ăn cũng được được cái thâm nhiên hơi bầm bầm đâu quay video đó. Đi coi, không phải á, ta cười cái tăng trung. Ủa, mày đừng cười. Ờ, mày đừng cười. Mày bạn đừng nói, ta đừng cười. Mày tập trung. Nha, mày tập trung nhé, tập trung nhé. Dù đừng có bị xung quanh nhé. Dù ai đừng ngại, đừng hiên. Lòng hồ bừng bừng như tiền 300 mét. Kẻ 200 mét. Ông Tuấn thì 300. Chẳng những cấm chứ không thấy đâu. Hai chân rồi không bò 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 không nhau thôi, cứ đi được là nổi lông lông chứ được ngày sống thực tế đi vô tải vâng con chứ vâng con vâng Huy vui hai đầu đi vâng tổng lấy mùa chị dạ chúng ta không chị em là là tôi tàu nghĩa tâm mỗi năm không đi nhà mốt nào mà nói là mua hộp cục lực với tao với nhà đấy hả? Biết hả? Bởi lên đây làm cái gì đùi luôn. Mi về cái tao đã. Mi kêu tao vô làm, mi nhớ không? Mi biết không? Mi như mi điếc. Cái đồ nào có văn. Là cái mi mùng. Ngồi mi ngồi vậy, tao đóng mi bừa đi mi giận nào. Xin xin cho mi nhớ đi. Thank you.